Hello, xin chào các bạn nha. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với một phái mà đẹp nhất trong tựa game Ảo Mộng Chư Tiên luôn các bạn ơi. Ui trời ơi, được chưa các bạn ơi? Và làm người thì biết kiểm chế các bạn nhá. Và mình thấy cái môn phái thiên hoa này thì là môn phái đầu tiên mà mình không thấy nó cưỡi pháp bảo các bạn ạ. Cứ bay lơ la lơ lửng với tôi này. Ảo thật đấy, bình thường thì tất cả các môn phái khác đều có một cái pháp bảo gì đó để cưỡi, nhưng không nha. Đối với em thiên hoa này thôi, chân cứ là không chạm đất luôn. Ảo ma Canada thực sự ấy. Lại giúp cái bụi này. Đây, đi ra ngoài này xem nào. Úi dồi ôi, đẹp chưa? Đúng là một phái tên là Thiên Hoa. Tay lại cầm quả bình nữa. Bình hoa, hợp lý các bạn ạ. Nào, chúng ta cùng nhau xem là hiệu ứng skill chiêu thức của một phái Thiên Hoa như thế nào nha các bạn. Ây à, hồng chóe các kiểu luôn các bạn ơi. Nữ tính thế. Ý, hình như là cái pháp bảo nó chính là cái bình hoa này các bạn này. Đúng luôn ấy. Cầm bình hoa chứ không phải là cưỡi bình hoa nha. Nghe vẻ là cũng hợp lý đấy. Và skill thì cũng hiệu ứng màu mè ra hết. Một phái thiên hoa này là mình nhớ đến bộ phim kiếm hiệp ngày xưa, khi mà đánh đàn prưng phát này là vũ khí kiếp bay ra tứ tung các bạn nhá. Ở đây thì cũng vậy, đánh đàn thôi nhưng mà khí công nhất là lộn tung phèo luôn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sâu hơn về kỹ năng của em thiên hoa này như thế nào nha các bạn. Một phái thiên hoa này thì có thể là đánh tầm xa được này. Và skill đầu tiên công xa mục tiêu 2 lần, đi kèm 69 công, gây 134% sát thương thôi, sát thương hơi ít nhỉ. Có 18% xác suất mê hoặc. Ô, được này. Thở luôn các bạn ơi. Skill này có cái đầu như kiểu là đầu của con chim, con cò thì đấy các bạn ạ. Nào, test thử skill này xem. À, nó phải xoay 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 phát xong nó mới bắn 2 lần các bạn ơi. Lại nha, đánh con này nha. Rồi luôn, ô, có đánh tầm xa thật các bạn ơi. Được cái chứ. Đây à, mình chọn thử một con xa tít một khơi đằng này xem đánh không nha. Ô, vẫn đánh được các bạn ạ. Hợp lý này. Và có cái tỷ lệ gây mê hoặc cho con đấy. Skill thứ hai, công tiêu cho phạm vi 5 ô thôi. Đây lại là một skill đánh gần rồi, nhưng mà tấn công một vùng xung quanh 3 lần. Mỗi lần đánh thêm 76 công và 70% sát thương. Đòn cuối thì gây 76 công và 106% sát thương. Hồi chiêu 10 giây, chân khí tiêu hao 75. Hai cái skill bị động này thì một cái là tăng chính xác, một cái là tăng giới hạn về chân khí à. Nào, thử skill này xem nào. Đây, mình sẽ oánh một vùng xem nào. Ồ, thế là cũng rộng đấy chứ, đâu phải là hẹp đâu các bạn. Công mục tiêu 3 lần à, 1, 2, 3. À, đợt cuối thì nó nổ một phát. Nó có gây thêm bạo kích các bạn nhá. Và sát thương ở đợt cuối thì nó nhiều hơn. Mấy đợt kia nó chỉ có 70% thôi, nhưng mà đợt cuối nó là 106% sát thương này. Được cái là những cái lần nó ra chiêu ấy, nó khá là nhanh, chứ nó không bị chậm nha các bạn. Rồi được rồi, chạy ở đây né tí, không mấy con lợn như nó oánh cho mình xong là bây giờ. Skill dương quan tam điệp. Ồ, tam điệp có phải là ba con bướm bướm không vậy? Gây 125% sát thương, nếu chân khí mục tiêu dưới 50%, sát thương chân khí cực thấp thì sát thương nhận vào càng nhiều. Đi kèm nhiều nhất là 50% sát thương. Thì cũng hơi ít nhở các bạn nhở. Đây, mình sẽ test thử cái skill chiêu thức này cho các bạn xem nha. Chiu, ui, ảo ma Canada thật, skill này không có nhiều sát thương đâu các bạn ạ. Môn phái này khả năng cao là thiên về hỗ trợ rồi. Để mình xem thử xem một số cái skill khác xem là có khả năng hỗ trợ hay không nha. Chứ còn đánh đấm như thế này sát thương gây ra hơi yếu đó. À, trị liệu mục tiêu phe mình trong 5 ô. Ui, trị liệu cho cả một vùng, được quá nhở. Mỗi lần thêm 84 điểm trị liệu này, nhận 100% hiệu quả trị liệu luôn. Wow. Và giúp bản thân hồi 1% chân khí, 15% xác suất kích hoạt hiệu quả kính trong thời gian phóng có thể di chuyển nhá. Hiệu quả kính là hiệu quả gì ấy? Một phái có skill tăng tốc độ di chuyển cho bản thân 20% này. Ấy dồi, dựa vào 0.1% sinh lực hiện tại tăng công nữa. Dựa vào 0.2 sinh lực hiện tại tăng phòng. Nhưng mà hơi ít, 0.1 với 0.2 thì đáng bao nhiêu. Rồi tiếp theo xem nào, mê hoặc tăng này, kháng mê hoặc tăng này, kháng choáng tăng này. Một skill chủ động nữa là đi kèm hiệu quả kính cao cấp. Ai chật chả này là bắt đầu thấy bâng khuâng này, không biết kính như thế nào đây. 30% sát suất khống chế sai ứng xấu, giảm 30% sát thương phải nhận. Khi nhận sát thương sẽ gây một lần công thiên hóa, đi kèm 429 công, gây 100% sát thương. Thiên hóa, thiên hóa là skill gì? Ngoài này có skill thiên hóa không? Ô, thế là sát thương đấy là sát thương gì? Cũng hơi bâng khuâng đấy các bạn ạ. Rồi hồi chiều lâu hết, 30 giây liền các bạn ơi. Ôi, ôi. Tiếp theo, tầng skill thứ 3 này, mở âm vực chúc phúc bản thân và đồng đội. Đấy rồi, bắt đầu đến tầng skill thứ 2. Và tầng skill thứ 3 thì bắt đầu mới thấy rõ cái vai trò của em thiên hoa này là búp máu nha các bạn. Lại còn búp cả công này, tăng 50% lượng hồi dược phẩm này. Ô, đây này, tức là cái này này các bạn. Khi mà các bạn sử dụng cái dược phẩm ấy nha,
Đấy, bình thường các bạn hồi được 1.000 máu chẳng hạn, thì tăng thêm 50% nữa là các bạn hồi được 1.500 máu. Hợp lý quá nhở. Ây à, được đấy chứ. Môn phái này thiên về trị liệu rồi các bạn ơi. Ngon ngon ngon, đúng, dành cho nữ là hợp lý. Vì không cần suy nghĩ quá nhiều, chỉ đứng đấy spam chiêu thức đồng đội làm gì thì làm. Và mỗi 4 giây có 35% xác suất xóa trạng thái giảm tốc này. Âm vực duy trì 20 giây. Đóng à, hồi chiêu có 40 giây đấy các bạn nhé. Âm vực lại có quần què ta, chưa hiểu lắm. Đọc thêm một vài skill nữa là biết ngay này. Mở âm vực tổ chú. Đây 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 đây, đây, đây các bạn ơi. 6 ô nha. À, giảm 3% sát thương, mỗi 4 giây thì mất 1% chân khí. Có 25% sát suất tăng thời gian nhận khống chế 2 giây. À, hay quá nhỉ. Hợp lý đấy. À, liên kim dạ nguyệt mai hoa kháng bạo này. À, tăng công này. Để tăng công thì cũng chán thua, bởi vì cái skill này nó chả liên quan đến công nhiều các bạn ạ, chủ yếu là hỗ trợ mà. Giảm sát thương bạo này. Ok, đây là trị liệu bản thân của đồng đội trong 5 ô xung quanh. Ui, nhiều vãi. Nhận 140% hiệu quả trị liệu và có 35% xác suất xóa một hiệu quả mất máu. Wow, trong 5 giây duy trì hồi sinh. À nhầm, hồi sinh lực. Cái thích à. Vãi, tưởng là trong 5 giây cứ bị oánh hẹo lại hồi sinh nữa thì ối thôi. Hóa ra là hồi sinh lực các bạn ạ. Trời ơi, quả dịch chữ trông đẳng cấp. Ờ, skill này lại có gây sát thương này 140%. Trong lúc phóng thì giảm 15% sát thương phải nhận và tăng 10% miễn bạo thương. Ủa, nhưng mà đang skill búp cho đồng đội, tuy nhiên có một skill này có bị dở hơi lạc quẻ quá không nhỉ các bạn nhỉ. Ờ, áo ma thật đấy. Giảm mục tiêu và địch trong 4 ô xung quanh 5% công phòng và giảm 500 sát thương, duy trì trong vòng 8 giây có 55% sát suất mê hoặc trong vòng 2 giây, phóng có 15 sát suất kích hoạt. Ờ, thế thì mình thấy là môn phái này chủ yếu là trị liệu này, búp máu cho đồng đội. Nhưng mà nếu như mà chơi mà không có đồng đội thì ôi dồi ôi, em này đúng là hơi phế khi mà đi phụ bàn các kiểu quân đà điểu. Thì chắc chắn là khi bạn đã xác định là chơi môn phái tiên hoa này á, thì là phải có một hai đồng đội nữa chủ lực. Thứ nhất là sẽ kết hợp ngon nhất với những em nào mà nam to máu giấy thì em này sẽ hồi máu để cho chủ lực đấy xả sát thương. Cái thứ hai là em này sẽ đi cùng với một số môn phái có khả năng khống chế ngon lành ấy, thì nó sẽ tăng thêm cái xác suất khống chế cho cái môn phái đó. Ồ, đấy sẽ là một bộ ba đấy, một sát thương chủ lực, một khống chế và một em thiên hoa này nữa là hợp lý nha. Đấy, thì nếu như bạn nào mà có một bạn nữ chơi cùng team thì có thể là rủ bạn ấy chơi môn phái thiên hoa này là hợp lý luôn nha. Wow, được đấy chứ. Chúc các bạn chơi game vui vẻ và đừng quên ấn vào danh sách phát ảo mộng trước tiên để có thể là xem thêm nhiều video hơn về tựa game này nha. Và các bạn cũng đừng quên là ấn ngay vào đường link tải game mình để dưới phần mô tả tải game về chơi cùng mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.